Chào cả nhà, hôm nay mình thấy ở siêu thị bán dưa chuột rất là rẻ cho nên mình nảy ra ý định là làm mắm dưa chuột. Vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Nguyên liệu thì mình gồm có nè, một trái dưa chuột bên đây, nó dưa chuột ở Thụy Sĩ thì nó sẽ như thế này các bạn ạ. Hồi lúc mình mới qua 3 tháng đầu mình kiếm không ra vì mình cứ nghĩ là dưa chuột phải giống như ở Việt Nam nhỏ và cái vỏ nó lại khác. Còn đây lúc đây đó ha, cái vỏ của nó như vậy và cái trái nó lại rất dài, gần nửa ký, 300 gram nửa ký đó. Thì nguyên liệu mình bao gồm là dưa chuột ha, tỏi, ớt. Ở đây mình có 2 muỗng nước mắm mình bỏ vô cái chén trong để các bạn dễ nhìn thấy, và một muỗng nước tương, và mình cần khoảng 2 muỗng đường, 2-3 muỗng đường tùy theo cái độ ngọt mà mọi người muốn muốn ăn ha. Và để mình chuyển cái máy qua đây, và 1 muỗng muối để mình ướp dưa chuột, và một muỗng giấm. Với lại một cái hũ keo để có gì mình làm dưa muối xong mình bỏ vô ha các bạn ha. Bây giờ mình chuẩn bị như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt dưa chuột ha, bỏ cái đầu đi. Đây các bạn, dưa chuột nếu mà mình muốn nó ngon á thì mình phải gọt bỏ cái phần hột đi, cái phần hạt. Gọt bỏ cái phần hạt đi. Chứ nếu không mình mà để hạt á, nó sẽ bị mềm nhũn. Còn này mình gọt bỏ cái phần hạt đi thì xíu nữa mình ướp mình để được vài bữa nó không có mềm nhũn, nó giòn. Mọi người có thể dùng cái muỗng để cạo cái ruột nhưng mà mình thì mình thích lấy cái dao cắt hơn ha. Cắt cho sạch cái phần hạt đi. Gọt sạch như vậy nè các bạn. Rồi, gần xong rồi các bạn ạ. Sau khi mà gọt bỏ hết hột rồi thì mình sẽ cắt theo cái dạng tùy các bạn muốn cắt xéo như vậy cũng được, cắt dọc như vậy cũng được, mình cắt dọc như vậy đi. Cắt ngang chứ nó lộn, mình cắt ngang như vậy. Ủa, xin lỗi, bỏ bỏ vô một cái thố ha, cái chuột mình cho vô cái thố của mình đây. Người họ để nguyên một khúc như vậy luôn, họ muối dưa, nhưng mà mình thì mình muốn ăn mau cho nên là mình cắt nó mỏng nó nhỏ như vậy. Còn bạn muốn để lâu thì bạn ngâm lâu thì bạn để cái nguyên cái khúc to như vậy, rồi khi nào bạn muốn ăn thì nó sẽ lâu hơn một xíu, ngâm nó thấm sẽ lâu hơn một xíu. Và mấy bạn muốn ăn thì lúc đó lấy ra mấy bạn cắt, mình cắt ngay từ ban đầu. Rồi gần xong rồi, cũng nhanh, những cái món này thì nhanh mà đợi thành phẩm thì vài bữa nữa. Hoặc là đây toàn bộ dưa chuột của mình đây ha, đây là một trái dưa chuột của mình, mùi thơm thiệt. Bây giờ á mình bắt đầu mình ướp muối, mình bỏ một muỗng muối, mình rắc 1 muỗng muối vô mình ướp. Trộn lên ha, mình đợi khoảng 20 phút. Mình trộn lên là mình để yên, mình đợi khoảng 20 phút. Thì
thì cái muối này nó sẽ thấm vào cái dưa chuột của mình. Bây giờ cái khâu tiếp theo là mình sẽ làm cái nước tỏi mình sắc lát. Ớt cũng vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái nồi bé bé chế hết những cái nguyên liệu mà mình đang có đây. Nước mắm, 2 muỗng nước mắm. Cho 2 muỗng nước mắm vô. Nước tương, mình cho 1 muỗng nước tương, 1 muỗng nước tương vô. Rồi, bây giờ mình sẽ cho khoảng mình cho khoảng 2 muỗng đường. Người khác ăn ngọt hơn có thể cho 3 muỗng, mình cho 2 muỗng là đủ ngọt rồi. Với lại mình sẽ cho 1 muỗng giấm. Hoặc nửa muỗng giấm cũng được, tùy cái độ chua mà mọi người thích, mình cho 1 muỗng giấm vào. Bây giờ thì mình bắt lửa lên. Cho lửa để mình bắt lên cho nó sôi, cho cái hỗn hợp của mình nó sôi. Rồi, lửa bắt lên, bắt đầu sôi nè. Cái nồi của mình bắt đầu sôi, bắt đầu có mùi. Đây. Bắt đầu sôi lên rồi nè. Sôi tan đường. Bây giờ nó sôi rồi thì mình để mình chờ cho hỗn hợp nguội và mình sẽ bỏ cái ớt với lại tỏi lên. Rồi, dưa chuột của mình sau 20 phút ngâm với lại muối, ngâm với lại 1 muỗng muối thì nó bắt đầu là nó thấm rồi. Bây giờ mình sẽ dắt nó ra, mình rửa ráo, mình rửa với nước lạnh. Mình rửa nước lạnh nè. Rửa với nước lạnh. Mình rửa nhiều nước cho nó tan bớt cái muối đi. Rửa 2-3 nước cho nó tan bớt cái muối. Xong rồi cái mình dắt cho nó ráo. Thường á, nè, khi mà nó thấm mà nó không có còn giòn nữa, nó dai, tức là lúc đó là cái dưa chuột nó ngon các bạn ạ. Đây là dưa chuột của mình nha các bạn. Quay về với lại cái hỗn hợp của mình. Bây giờ mình sờ thấy nè, nó hết nóng rồi, nó nguội rồi. Bỏ cái tỏi với lại ớt vô, trộn lên cho nó thơm. Ớt với tỏi vô trộn cho thơm, quậy lên cho nó thơm, cho nó cái mùi của nó hòa quyện lẫn nhau. Cái chuột của mình hồi nãy dắt bớt nước đi nè, bỏ vô cái hỗn hợp nước mắm, nước tương, đường, giấm, ớt,
muỗng hai muỗng nước mắm, một muỗng nước tương, hai muỗng đường. Bỏ vô ha. Bây giờ mình trộn lên. Sau khi mình trộn đều rồi thì bắt đầu mình sẽ cho vô cái hũ keo của mình các bạn ạ. Cái mùi rất là thơm. Đến khi ra thành phẩm chắc còn thơm nữa. Cái này mình làm cho ăn nhanh cho nên là khoảng chừng 1 2 ngày, 2 3 ngày là ăn được. Còn các bạn muốn để lâu thì các bạn phải cắt cái miếng dưa chuột nó to ra, để cái miếng dưa chuột to ra và sẽ mình sẽ ngâm được lâu hơn. Rồi đây mình được một hũ. Nhà ít người nên mình làm ít. Rồi. 18 tháng 11 năm 2019. Mình sẽ dán lên đây. Tám tháng 11 năm 2019 để đây vài bữa ăn. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 11 thì cái dưa mắm này mình làm hồi ngày 18 tháng 11 thì bây giờ nó đã có màu đậm rồi nè, màu đậm. Hôm bữa nếu mà mình bỏ nước tương nhiều một xíu thì màu sẽ đậm hơn. Mình thấy có vẻ thấm rồi cho nên là mình đem ra mình thử trước đã ha. Dưa giòn và vị rất là thấm. Cái này mà ăn với cơm là rất là ngon. Chuẩn bị cơm sẵn luôn rồi này nè quý vị. Mình bày ra cơm ha. Rất là ngon, coi như là cái này mình ăn với bún cũng được. Cái này à, ăn bún ăn với lại thịt luộc. Coi như là đã làm thành công, mình thử nghiệm thành công thì các bạn sẽ thử nghiệm cũng thành công. Chúc các bạn làm được món dưa mắm ngon như là món dưa mắm của mẹ Việt ở Thụy Sĩ làm. Đây. Bỏ thêm thịt luộc lên nữa là hết sảy. Rồi đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Và mong cả nhà ủng hộ mình bằng cách bấm nút subscribe kênh YouTube Mẹ Việt ở Thụy Sĩ. Và xin chào, hẹn gặp lại. Bye.